Trong nhiều năm qua, những hệ thống điều hòa không khí của LG đã được lắp đặt khắp nơi trên thế giới. Không chỉ giới hạn trong những công trình dân dụng, LG còn cung cấp giải pháp điều hòa không khí cho các cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, nhà máy và các loại công trình công cộng khác. Mỗi loại công trình đều có những yêu cầu và những hạn chế riêng. Vì vậy, LG luôn chú trọng việc nghiên cứu để đưa ra những giải pháp điều hòa phù hợp với mọi loại công trình và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đồng thời đề cao hiệu suất năng lượng. The Arena Cam Ranh nằm tại trung tâm của Bãi Dài, Vịnh Cam Ranh, có mô hình khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí đẳng cấp. The Arena Cam Ranh tiêu chuẩn 5 sao với dịch vụ lưu trú hoàn hảo với hơn 3.500 căn condotel, 126 căn subhouse được thiết kế gồm 4 tòa Sea, Sand, Light, Wind, đẳng cấp châu Âu, cơ sở vật chất hiện đại và các dịch vụ chuyên nghiệp với tiêu chí đẳng cấp quốc tế. The Arena Cam Ranh Resort cũng trang bị một chuỗi 25 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, bao gồm bể bơi nước ngọt, spa, nhà hàng view hồ san hô, phố ẩm thực, phố mua sắm subhouse, sân khấu nhạc nước, công viên giải trí. Vị trí của Arena nằm rất sát biển. Vì vậy, việc bị ảnh hưởng bởi các tác nhân ăn mòn muối biển là điều không thể tránh khỏi. Chủ đầu tư mong muốn một giải pháp điều hòa không khí vừa đạt hiệu suất cao, vừa phù hợp với vị trí địa lý của dự án, nhưng vẫn phải đảm bảo tính thẩm mỹ chung của tòa nhà. Ngoài ra, dự án Arena có 4 tòa tháp cong với hình dáng khá đặc biệt. Việc lắp đặt các đường ống ở hình dáng cong cũng khó khăn hơn so với bình thường. Trong tình huống này, việc giám sát lắp đặt, giám sát kỹ thuật được ưu tiên lên hàng đầu. LG cung cấp giải pháp điều hòa không khí với thiết kế và hiệu suất tối ưu cho nhiều không gian khác nhau. Sản phẩm điều hòa không khí của LG là kết tinh tri thức của các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng được các mong muốn của doanh nghiệp muốn tìm một giải pháp điều hòa không khí số hóa, hiện đại, thân thiện với môi trường. Khi các tiêu chuẩn về đời sống tại Việt Nam ngày càng được nâng cao và hệ thống điều hòa không khí trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đang được quan tâm hơn hết, chúng tôi được biết LG cung cấp các giải pháp điều hòa cho các dự án và công trình lớn nhỏ, và chúng tôi lựa chọn LG vì sản phẩm của họ hoạt động trơn tru và hiệu quả, đồng thời cách phục vụ của họ cũng rất tận tâm. Vì vậy, việc lựa chọn LG đồng hành cùng dự án lần này là một trong những lựa chọn phù hợp và đúng đắn. Đặc thù dự án nằm ở sát vùng ven biển nên yếu tố ăn mòn bởi tác nhân môi trường biển là điều không tránh khỏi. Những đặc điểm liên quan đến không khí và độ mặn của muối biển, nắng, gió, cát đặc biệt làm ảnh hưởng đến hệ thống điều hòa. Vì thế, LG đã đưa ra giải pháp hệ thống điều hòa trung tâm Multi V5 với công nghệ phủ chống ăn mòn cao cấp Blackfin 2 lớp, hoàn toàn phù hợp với dự án. Hệ thống điều hòa trung tâm được thiết kế riêng cho khu nghỉ dưỡng, sử dụng giàn nóng kết nối với những thiết bị lạnh bên trong tòa nhà để kiểm soát nhiệt độ, cùng với công nghệ cảm biến kép nhiệt độ và độ ẩm, giúp cho hệ thống điều chỉnh tải lạnh một cách chính xác nhất để phù hợp với thông số nhiệt độ và độ ẩm, giúp tiết kiệm điện năng hơn, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Công nghệ phủ chống ăn mòn Blackfin 2 trên giàn tản nhiệt giúp giàn nóng hoạt động bền bỉ và lâu dài trong điều kiện môi trường ăn mòn. Giàn nóng được lắp đặt phù hợp với 4 tòa nhà để không làm ảnh hưởng đến kết cấu cũng như vẻ đẹp kiến trúc của khu nghỉ dưỡng. Multi V5 hoạt động rất linh hoạt, các giàn lạnh có thể được lắp đặt theo nhiều cách để phù hợp với yêu cầu của từng khu vực. Ví dụ, các phòng nghỉ căn hộ cần có sự yên tĩnh tuyệt đối với độ ồn thấp nhất nên được lắp đặt những bộ lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp. Những khu vực chung như sảnh, hành lang, phòng hội nghị và các khu vực khác cũng đều sử dụng bộ lạnh âm trần nối ống gió để mang lại không gian thoải mái nhất. Đây đều là những sản phẩm có thiết kế hiện đại và có mẫu mã bộ lọc đa dạng phù hợp với phong cách thiết kế của tòa nhà. Ngoài những điều khiển cầm tay cho từng giàn lạnh, hệ thống điều hòa của LG có thể được vận hành và điều khiển từ xa thông qua hệ thống điều khiển trung tâm ACP5 và AC Manager, kết nối tập trung với 8.192 thiết bị và kết nối BMS. Nhờ vậy, chuyện vận hành và quản lý hệ thống toàn khu vực dễ dàng hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ đầu dự án thì đội kỹ thuật của LG cũng đã cùng với team thiết kế của dự án lên những phương án thiết kế sao cho nó đảm bảo phù hợp nhất, đảm bảo mỹ quan cho dự án The Arena. Thì trong suốt quá trình thi công, các kỹ sư FI của LG đã đồng hành cùng với anh em ban quản lý cũng như đội kỹ thuật tại dự án để build được cái dự án đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay thì có thể xem như là cũng đã tương đối hoàn thiện rồi. Trong quá trình vận hành thì phát sinh các cái sự cố, thì đội ngũ hai em của LG đã rất là nhanh chóng
tiếp nhận các thông tin về sự cố để hỗ trợ chúng tôi xử lý. Riêng về khâu bảo trì bảo hành của LG thì các bạn có thể check được online, cho nên các bạn có thể chuẩn bị công cụ dụng cụ trước khi đến thực tế hiện trường. Điều đó để giúp tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí của chủ đầu tư và đội ngũ kỹ thuật. Tóm lại, cho đến ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy rằng khá hài lòng với dịch vụ của LG tại dự án này. Tìm hiểu thêm về các giải pháp điều hòa không khí của LG tại partner.lge.com/vn.